Lật tẩy bí mật về tay trộm từng có 3 tiền án Đào Văn Bảo. Đào Văn Bảo dù đã có 3 tiền án về tội trộm cắp, vừa ra tù lại thực hiện liên tiếp 10 vụ trộm khác. Ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông tin đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đào Văn Bảo, 32 tuổi, ngụ xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 3 năm 2023 đến nay, Đào Văn Bảo đã liên tiếp thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là điện thoại di động của người dân trên địa bàn thành phố Đồng Hới, với tổng giá trị tài sản khoảng 110 triệu đồng. Thủ đoạn Đào Văn Bảo là lợi dụng sự sơ hở của người dân vào ban đêm, khi phát hiện nhà nào không khóa cửa hoặc cửa không kiên cố thì đột nhập, cậy phá để trộm cắp tài sản. Lợi dụng mùa hè nắng nóng, người dân chủ quan không đóng cửa, Bảo liền ra tay thực hiện. Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, khi đi ngủ nên đóng cửa, tránh để các đối tượng trộm cắp tài sản lợi dụng để hoạt động. Liên quan vụ việc trên, cơ quan điều tra đã thu giữ 5 điện thoại di động là tang vật mà Bảo đã trộm cắp và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo công an thành phố Đồng Hới, Đào Văn Bảo là đối tượng nghiện ma túy, từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.